con này, con ở đây này. Không bỏ chị người đi nhá. Wow, selamat dah. Cek. Enak. Con có sao không? Con ơi, em đang chạy thôi. Con bội. Con tôi. Nhà mẹ nhá. tôi đi tìm con gái của tôi. Đây, ở bên này. Thấy chưa? Tôi tìm thấy con trai của tôi rồi. Được. Tôi đi lấy con gái của tôi về. Con đầu là chị cũng về đi nhá. Xuống nhé. Con ngồi đâu? Con ngồi đấy nhé. Con ngồi đấy nhé. Con ngồi đấy nhé. Đây đấy, để đây mẹ đổ nước. Cái kia cay cay cay. Mẹ bế đi ăn mì à? Mẹ bế con nào. Con ăn mì đâu. Chấm. Đông này này. Có đông này. Đi đến đây. Rồi con này kìa đây. Rồi đây này con. Kêu ngồi đấy à? Ngồi đây. Mẹ bón. Ngồi đây mẹ bón con này. Để cho con. Để nắng cho con. Chị muốn làm sao rồi nhỉ? Có đói không nhỉ? Không. Chị nếm đi vừa luôn. Mình ta bắt à? Bắt rồi. Nếu không ăn thì mình tìm nhé. Bắt này đi. Để kia. Mẹ bón con nhá, xong mình đi mua Bilin nhá. Con nhá. Mẹ thổi. Con không? Con. Ai lòng quá ngào. à. Anh sang nhà em tôi nghỉ vị trí không? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Sao không? Đi về chú, đi về chú. Đói không? Cái đùi nhẹ nhá. Con ở gọi ông rồi. Con mẹ. Con mẹ. Mẹ lắm. Mẹ ăn mẹ ơi. Con có? Ừ. Con có? Ừ. Con ăn chưa? Đây rồi. Có thấy cho mẹ xem này. Sốt 38 độ 2 rồi. Mẹ bán lấy kilo cho con nhé. Cảm ơn con ạ. Con cho mẹ đi lấy thuốc đấy. Con cho mẹ lấy thuốc cho con đấy. Đây mẹ đi lấy thuốc nhé. Mẹ lấy thuốc xong lại vào mẹ bé nhé. Nằm một tí thôi nhé. Nằm đây mẹ đi lấy thuốc nhé. Nằm đây mẹ lấy thuốc cho con nhé. Đấy luôn. Đấy luôn. Đấy luôn. Lắm người giữ trật tự à? Đi. Lắm người giữ trật tự. Đấy luôn. Bắt lại chưa? Bắt lại chưa? Thôi, về cho em nhé. Còn nhém thì chắc bói lắm hết rồi. Sao lại cháu ăn gì đấy? Còn một đối tượng mà chúng ta sẽ làm rất như vậy. Đi cái đội. Đúng rồi kìa. Nhưng mà tí xác minh ra đây để tôi muốn báo cáo nhé. Để cô sơ xong nhé. Xong bật tay. Đang là đâu? Đây nhá. Và cho bé này nhá, chúng mày nhá. Con ăn nhé. Không có mềm sao? Không có đau ở đâu không? Không ạ. Con lấy con này con này. Con ăn nhé. Nó ăn cơm kìa. Con ngồi đây ăn để cô đi hái rau nhá. Mong trêu chị để chị ăn nhá. Để đi hái rau nhá. Đi hái rau với mẹ không? Không có. Từ đánh đánh. Là chị đi đông con mì đào. Tô mặt ngon. Rồi rồi chị ơi, làm miếng một miếng thôi. Mì chị ơi, tôi tô rồi rồi tôi tô anh sao không cắt đâu mà anh con mì à? Chị ăn mì chưa? Chị ăn mì rồi. Ok. Chị Nhiễm ăn đi. Nhiễm chị ăn đi. Dạ là còn đây rồi. Chị đói quá. Đói quá. Nắc. Rồi em mì rồi. Chị ăn nhé. Ba mình mua nhé. Ba mình đi bán rau để mua nhé. Bố chị mẹ ơi, cái con đẹ này nó bay đâu. Chị đói quá rồi chị ăn. Con ăn không? Con có. Chị cho em. để chị ăn nhé. Mẹ con ăn muối dừa để chị ăn. Ăn chị ăn. Con này con một miếng. Chị ăn nữa. Chị ăn một miếng đi. À, chị cho em một miếng. Con đã nước rồi. Rồi đây rồi. Hết rồi. Cho một mẹ. Ăn nhé. Cảm ơn. Con một miếng. Hết rồi, chị ăn. Con một miếng. Để lấy nước con. Để con uống. Dạ, đấy. Con đây là cái thả. Thôi đi đâu. Xong về. Thôi để mai mình đi bán rau mình lấy tiền mình mua tiếp nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.